Bây giờ là 11 giờ 16 phút ngày 16 tháng 9 năm 2024. Trước giờ cơm cháo thì tranh thủ phúc đáp một số thượng đế có nhu cầu Trần Văn chốt về băng cassette. Combo băng cassette lên sóng buổi sáng ngày hôm nay, đã có người thượng đế ở Trảng Bom Đồng Nai đã Trần Văn chốt rồi. Sau đó thì lại có một số thượng đế hỏi nữa. Em một combo thì chỉ bán được cho có một người thôi. Em bây giờ lại tiếp tục giới thiệu tới mọi người một combo băng cassette. Combo này băng thì hơi nhiều, tiền thì lại hơi ít. Thế mới lại hay chi lị. Số điện thoại để mọi người liên hệ Trần Văn chốt 0368888479. Lão nông hân hạnh được phục vụ. Đây là băng cassette địa chỉ tới quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội. Đây là băng cassette địa chỉ tới huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đây là băng cassette tới Thái Bình, nó đang đợi ngài ấy cho địa chỉ rõ nét. Địa chỉ thì xin thưa với các thượng văn đế, ở thôn nào, bản nào, xã nào, huyện nào, tỉnh nào, phường nào, phải ghi rõ. Nếu có số nhà thì ghi cả số nhà vào thì bên đơn vị vận chuyển người ta mới nhận hàng. Thế còn địa chỉ mà không rõ ràng, tỉ dụ như là chỉ có ghi mỗi xã thôi hoặc ghi mỗi phường thôi là người ta không có nhận nhá. Đấy, phải ghi rõ ở phố nào, phố số nhà bao nhiêu, phố nào, phường nào, ở ấp nào, khóm nào, vân vân và vân vân. Xin thưa với các thượng văn đế, combo này có 6 cuộn băng bán và 10 cuộn băng tặng. Tổng combo là 16 cuộn. Thế thì có phải là nhiều không? Nhất lộc. Đấy. 6 cuộn băng bán cũng trân trọng gửi tới các thượng đế 250.000 đồng. Đây là 6 cuộn băng bán có mức thóc 250.000 đồng. Cuộn băng thứ nhất là băng Sony HF tem đỏ, nhưng tem đỏ bị rơi ra rồi. Mà nó rơi ra từ khi nào thì mình cũng không biết. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau. Ôi rồi. Băng này là nội dung chương trình là Tứ Quý, Tuấn Vũ này, Thiên Trang này, Phượng Mai. Tứ Quý. Cuộn này là cuộn thứ hai. Đây, cuộn này thì còn tem đỏ. Sony HF 90 tem đỏ. Có nội dung chương trình Duy Khánh, nhạc trước 1975. Chắc chắn là cuộn này sẽ làm vừa lòng quý vị. Trên cánh đồng. Cái gì nhỉ? Một thời hoang dại ta đã về tìm lại tuổi thơ. Ôi giời ơi. Cuộn này là cuộn thứ ba, giọng ca nhẹ nhàng êm ái như lời mẹ ru. Đó là Như Quỳnh, Như Quỳnh. Như Quỳnh. Nhẹ nhàng và êm ái lắm. Cuộn này là cuộn thứ năm. Cuộn này thì những ai mà chưa có mùa xuân cũng đều thích, vì cuộn này là cuộn nhạc xuân nhá. Cuộn nhạc xuân thích nhưng lại không có bài hát Tôi Chưa Có Mùa Xuân. Đấy. Còn những người mà có mùa xuân rồi thì vẫn cứ thích, đặc biệt là những người mà lại yêu thích cái ca khúc Tôi Chưa Có Mùa Xuân mà nghe cái băng nhạc này thì đúng là vỗ đùi tèn tẹt. Nhạc xuân, nhạc xuân nhá. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng anh tiếc lắm thay. Cuộn này là cuộn thứ 5 băng Sony HF 90, nội dung chương trình Trường Vũ. Trường Vũ. Vũ có thể dịch là mưa đấy. Cốc Vũ là mưa rào thì phải. Thế còn Trường Vũ không biết là cái gì. Cuộn này là cuộn thứ 6,
Liên Khúc Tuấn Vũ. 1-2 Liên Khúc Tuấn Vũ 1-2. Liên Khúc Tuấn Vũ 1-2 này thì cũng nhiều người yêu cầu thâu lắm, vì trong các Liên Khúc Tuấn Vũ thì Liên Khúc Tuấn Vũ 1-2 là bốc nhất. 6 quận này điểm danh lại: Tứ Quý, Duy Khánh Nhạc Trước 75, Như Quỳnh, Nhạc Xuân nhiều ca sĩ hát, Trường Vũ, Liên Khúc Tuấn Vũ. 6 quận này 250.000 đồng. Đây là một mức thóc thay lời Merci, thay lời Xia Xịa, thay lời Thank You, và nói bằng tiếng Kinh là thay lời cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Những cuộn băng này mình đã kiểm tra âm thanh mặt A và mặt B rồi. Còn đây là 10 cuộn băng cassette kính tặng các thượng đế để tình cảm của chúng ta vươn lên một tầm cao mới. Đây là cái cuộn băng Maxen UR. Maxen UR. Cuộn này nó giống như đài Sony, nó giống như cụ đài Sony CFD560. Chỉ một lần gặp, không bao giờ gặp nữa, không bao giờ mua nữa. Cuộn này có bán cho mình có 1.000 đồng một cuộn mình cũng không mua. Thế nhưng tại sao lại có ở đây? Vì mỗi lần lấy thùng băng nó vài trăm cuộn thì cái chuyện mà người bán băng cho mình thì người ta lẫn một vài cuộn thì cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Đấy. Đấy. Bỏ vào đây để tặng để các thượng đế làm bộ sưu tập nhá. Thế còn người khác vẫn mua cái cuộn băng này, đấy là quyền của người ta. Thế nhưng với nông dân thì cái cuộn này bán cho mình 1.000 đồng, cả hộp cả vỏ mình cũng không mua. Không mua. Cuộn này là băng cụ tổ, nhưng mà nó cũ quá rồi, cũ quá rồi. Đấy, cũ quá rồi. Bỏ về đây để tặng cho nó hoành tráng. Còn những cái cuộn lằng nhằng mì tôm như thế này, đây. Đấy. Thì những cái cuộn băng này nhìn nó cứ thế nào ấy, cứ thế nào. Nhìn nó cứ thế nào. Thế nên là không thâu, bỏ vào đây để tặng. Đây, Sony HF90. Thế nhưng mà nó nặng tay lắm, quay tay nặng lắm. Đây, Sony tem đỏ, quay tay nặng lắm mà nó cũ rồi. Đây, còn băng trắng trắng này nữa. Băng này là cái băng gì này? Băng này là băng cassette. Thế nhưng mà cái thể loại băng LX này, không hiểu làm sao quay tay nó nặng lắm. Quay tay nặng. Tất nhiên là chả mấy ai mà còn quay tay nữa nhá. Đấy. Thế nhưng mà quay tay thì nó có cái hay, nhưng bỏ vào đài quay nhiều khi nó bẩn đầu từ. Đấy, thế nên là bởi làm sao mà cái băng VO, cái đầu VO người ta sản xuất ra, người ta phải có cái thiết bị để quay tay. Chứ còn đầu VO mà bỏ băng vào mà tua ở trong đầu nhá, nó bẩn đầu từ. Đầu từ tiếng thì nó dễ thôi, thế nhưng mà nó bẩn đầu từ hình, mà không biết cách lau thì lại vứt đi hai cái đầu từ ở cái chống từ nó tròn tròn này, nó xoay như cái cối. Đã đếm chưa ra đã lú: 1, 2, 3, 4, 5. Hai hàng này giống nhau thì mình chỉ cần đếm một hàng thôi là ra được hai hàng, đúng không ạ? Mỗi một hàng là 5 cuốn, hai hàng là 10 cuốn. 10 cuốn này là 10 cuốn tặng, không có vỏ, không có vỏ. Các thượng đế làm bộ sưu tập tặng cá băng cụ tổ. Băng cụ tổ này mình ví dụ như mà làm cho mèo bỏ vào đây bán 60.000, mình vẫn bán 60.000 đồng. Nhưng mà không làm cái chùa mèo đấy. Làm cái chùa mèo đấy, tình cảm đi xuống. Tình cảm đi ngang đã không thích rồi, chứ chưa nói chuyện là đi xuống. Phải tìm mọi biện pháp để tình cảm đi lên. Thế mà tình cảm đi lên thì chỉ có hàng coi như thế là nó trần văn chuẩn thì tình cảm mới đi lên, có phải không ạ? Bây giờ thì cũng chả còn cái gì mà à ơi con rơi nữa. Combo 16 cuốn, 6 cuộn băng bán là 250.000 đồng, 10 cuộn băng để tặng. Còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền là người mua trả. Tổng combo là 16 cuộn, 250.000 đồng, tiền vận chuyển là người mua trả. Thế thì bây giờ thì chẳng còn cái gì để mà à ơi con rơi nữa. Thì trân trọng cảm ơn các thượng văn đế. Thân ái chào tạm biệt. Bây giờ mình dừng video ở đây để đi ăn cơm. Merci. Merci beaucoup.